Chào mừng các bạn đã đến với channel Thầy Jimmy ở Mỹ. Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với series audiobook sách Cám dỗ, Bội phản và Lòng nhân, tác giả Thầy Jimmy Thái. Và mở đầu cho video, xin được cảm ơn Viking Việt Nam, giám đốc Lê Nguyên Trang Nhã, nhà tài trợ của chương trình. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với bài học tiếp theo nhé. Bài học 14: Rủi ro và quả ngọt. Story, câu chuyện. Bạn có thể hôn mọi con ếch trong vòng quay may mắn của cuộc đời, nhưng không phải tất cả chúng đều biến thành chàng hoàng tử quyến rũ bạn mong muốn. Một số biến thành thường dân, số khác lại là quái nhân đáng sợ. Chúng tôi cũng như vậy. Với những dự án mình thực hiện, những quốc gia mình đã đi qua ngoài lãnh thổ Việt Nam, câu chuyện thì rất nhiều, nhưng ba câu chuyện dưới đây từ Campuchia, Ấn Độ và Uganda đã minh họa cho việc chấp nhận rủi ro của chúng tôi. Đầu tháng 3 năm 2021, vào ngay đỉnh điểm của đại dịch Covid trên khắp thế giới, chúng tôi nhận được tin nhắn qua Facebook từ một cô gái trẻ người Campuchia gốc Việt tên Sip Manh. Cha cô là một mục sư cơ đốc giáo người Kampong Chan Nang, một trong những huyện nghèo nhất Campuchia. Nơi đó có gần 1.500 người sống xung quanh các làng nổi tập trung gần sông nước, nhưng giờ đây đã bị chính quyền địa phương buộc chuyển đến định cư trên một vùng đất khô hạn. Kết quả của việc di dời này là hàng trăm đứa trẻ không có nơi để học và trở thành mục tiêu cho những kẻ ấu dâm hoặc buôn người. Trường học sẽ là nơi an toàn để cha mẹ có thể gửi con đến trong khi chật vật xây dựng lại nhà cửa và cuộc sống. Nhận thấy nhu cầu và mức độ cấp bách của tình hình này, quỹ của chúng tôi đã cam kết hỗ trợ Sif và mục sư Lam cho cô mà không yêu cầu kế hoạch dự án chi tiết. Cũng không biết liệu chúng tôi có tìm được nhà tài trợ hay không. Khi chúng tôi hỏi ngôi trường trông như thế nào với số tiền ủng hộ 6.000 đô la của chúng tôi, Sif gửi lại bức vẽ ngôi nhà đơn sơ màu xanh dương với cây thánh giá trên mái, làm chúng tôi nhớ đến bức tranh các con mình thường mang về nhà từ lớp tiểu học. Chúng tôi đã có một bước nhảy vọt về niềm tin. Và 3 tháng sau, dự án số 75 đã đánh dấu ngôi trường đầu tiên của chúng tôi ở Campuchia nhờ vào lòng hảo tâm của gia đình Lee và những người bạn của chúng tôi trong nhóm Encinitas Rotary Club. Chúng tôi đã chút được nỗi lo lắng để nặng trong lòng và cột mốc này đã kết thúc 5 năm ròng rã nỗ lực tìm kiếm đối tác địa phương và xây dựng trường học tại Campuchia. Vào thời điểm viết bài này, tức 7 tháng sau đó, chúng tôi đã tài trợ cho 10 trường học ở khu vực này để giáo dục và bảo vệ gần 1.000 trẻ em có nguy cơ. Đó thật là một câu chuyện đáng để chia sẻ cùng các bạn. Một tháng sau đó, vào tháng 7 năm 2021, chúng tôi nhận được email từ Giám đốc điều hành Hiệp hội Phát triển Đời sống Nông thôn RLDS ở bang Odisha, Ấn Độ để yêu cầu hỗ trợ cho kế hoạch xây dựng một trường học gồm 6 lớp cho trẻ em kém may mắn. Chúng tôi rất vui mừng khi có cơ hội mở rộng sang Ấn Độ và giúp đỡ hàng triệu người trong số hơn 200 triệu thành viên thuộc đẳng cấp elite không được tiếp xúc của đất nước này. Thế nên, chúng tôi đã liên hệ với các bạn đến từ Ấn Độ hoặc ở nơi này để tìm hiểu về tổ chức RLDS và tính hợp pháp của họ. Do chênh lệch 12 tiếng rưỡi giữa Ấn Độ và California, hầu hết các cuộc trò chuyện của chúng tôi đều diễn ra vào buổi tối muộn ở San Diego để tránh tình trạng cúp điện buổi tối ở Ấn Độ. Sau 6 tháng xem xét, chúng tôi cam kết tài trợ cho RLDS 10.000 đô la, trong khi họ tự huy động được 20.000 đô la và hoàn thành 50% tiến độ xây dựng. Chúng tôi thậm chí còn đặt ra giới hạn thời gian 6 tháng để khuyến khích dự án hoàn thành sớm. Nếu không, cam kết của chúng tôi sẽ bị hủy bỏ. Mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp để viết nên một câu chuyện thành công khác. Hoặc đó là những gì mà chúng tôi đã hy vọng. Thế rồi, hết lý do này để lý do khác được nêu lên để bào chữa cho việc dự án không thể động thổ như đã hứa. Đầu tiên là Covid, sau đó là bầu cử tiểu bang, tiếp theo là rào cản từ các tranh chấp của hàng xóm. Ngày dần kéo dài sang tuần, rồi sang tháng. Cuối cùng, chúng tôi đã hết kiên nhẫn. Đến giữa tháng 3 năm 2022, chúng tôi chấm dứt cam kết hỗ trợ RLDS vì thiếu tiến triển cũng như thiếu sự rõ ràng trong kế hoạch tương lai.
9 tháng nỗ lực tan vào hư không, vô số những đêm không ngủ, chỉ nhớ lại nỗi thất vọng. Nhưng ít nhất, chúng tôi đã không chi ra số tiền 10.000 đô la như yêu cầu. Nào ai có thể ngờ, làm việc với tổ chức phi chính phủ Ấn Độ lại khó khăn đến thế. Khi so sánh với Việt Nam, Philippines, Campuchia và thậm chí là Kenya. Cho đến khi chúng tôi tham gia gây quỹ cho một dự án trường học ở Uganda. Sau khi chúng tôi ngừng hợp tác với RLDS, một người đã thông qua người bạn tại Toastmasters để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu giúp đỡ cho một dự án cải tạo trường học ở làng Korom, thành phố Liza, Uganda. Không giống với các dự án mà chúng tôi có các đầu mối liên lạc ngay ở địa phương, người này từng là quản lý dự án cho một công ty trong nhóm Fortune 100 ở thung lũng Silicon, đã nghỉ việc và trở thành nhà tư vấn đánh giá đối tác địa phương cho một tổ chức phi chính phủ tại California. Trái tim cô đã tan chảy trước hoàn cảnh của 200 đứa trẻ nông thôn đang bị sang chấn tâm lý và có vấn đề về tình cảm khi tham gia lớp học hàng tuần với nhân viên công tác xã hội trên nền đất bẩn thỉu dưới gốc cây táo rừng. Vì đã làm rất tốt công trình ngôi trường 6 lớp ở Kitel, Kenya vào năm 2021, chúng tôi nhìn thấy cơ hội mở rộng sang nước láng giềng phía Tây Uganda như quá trình tiến hóa tự nhiên trước sự hiện diện của quỹ ở lục địa đen này. Trong những tháng tiếp theo, chúng tôi tập hợp từng mẩu thông tin để tạo thành một dự án thực sự với những việc cần làm, dự toán xây dựng và tiến độ. Từ đầy đủ thông tin hơn, chúng tôi đã khởi động một chiến dịch gây quỹ trên Facebook với mục tiêu là 15.000 đô sau 2 tháng. Cô ấy đã chia sẻ thông tin cho bạn bè và sau 1 tháng, chúng tôi nhận được tài trợ với tổng số tiền là 810 đô la. Rút kinh nghiệm từ dự án ở Ấn Độ, chúng tôi kiên quyết rằng số tiền cam kết 5.000 đô la từ dự án sẽ chỉ được gửi sau khi 2/3 dự án hoàn thành, hay cũng có nghĩa chúng tôi muốn đảm bảo dự án sẽ hoàn thành với nguồn vốn của quỹ ở giai đoạn cuối. Khi từ chối cho 5.000 đô la trước chuyến khởi hành của cô ấy đến Uganda, chúng tôi bắt đầu nhận được thêm nhiều lý do vì sao không cập nhật tình hình, kết nối wifi kém, mạng yếu không thể xây dựng được trong web giữ chỗ, placeholder website. Cuối cùng, chúng tôi quyết định hủy bỏ việc gây quỹ, liên hệ với tất cả các nhà tài trợ và gửi xét hoàn tiền cho họ. Chúng tôi không chỉ mất 2 tháng ròng rã theo đuổi một dự án gây quỹ không thành công, mà quá trình hoàn tiền còn tiêu tốn thời gian quý báu của các nhân viên, tình nguyện viên trong nhiều tháng tiếp theo đó. Lần này, lục địa đen đã mang đến cho chúng tôi những kinh nghiệm đầy bất trắc. Tutorial, hướng dẫn. Một trong những lời khen ngợi đáng giá nhất mà quỹ xây dựng trường của chúng tôi nhận được là từ người bạn thân thiết John Simonelli của câu lạc bộ Encinitas Rotary Club. Các bạn tìm cách hoàn thành công việc một cách rất hiệu quả. Lời khen đó đến từ một người rất hiểu biết về kinh doanh và du hành khắp thế giới như John, người đã từng đến Hà Giang với chúng tôi vào năm 2019. Từng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài tài tử như Richard Gere với mái tóc muối tiêu của ông khi ông tham gia vào các dự án thiện nguyện cùng với những thành viên Rotary của mình. Ông sở hữu một nhà máy chuyên cất rượu tequila và chúng tôi đã từng nếm thử sản phẩm Venga tequila hảo hạng của ông tại nhiều lễ hội ẩm thực, nơi người ta xếp hàng dài quanh những gian hàng gần đó chờ đến được nếm thử thứ nước vàng óng chứa danh của ông. Trở lại với lời khen của John, bề ngoài nó rất đúng dựa trên số lượng dự án và quốc gia mà chúng tôi đã hoàn thành trong 7 năm. Tuy nhiên, để đạt được tầm nhìn 100 trước 3 năm, chúng tôi chắc chắn đã phải chấp nhận rất nhiều rủi ro và rất nhiều lần kết quả không có gì đáng để kể lại như đã được minh họa bằng trường hợp của Ấn Độ và Uganda. Tuy nhiên, rủi ro duy nhất mà quỹ PASF thực sự lo ngại là sự thiếu sẵn sàng nắm bắt khi một cơ hội mới xuất hiện, miễn thực hiện thẩm định, hiểu rõ xác suất xảy ra và bất lợi tiềm năng. Chúng tôi sẽ xác định thời điểm từ bỏ dự án gây tổn thất và chuyển sang dự án khác xứng đáng hơn. Action, hành động. Bạn đã chấp nhận những rủi ro nào? Bạn đã nhận được phần thưởng nào hay chỉ toàn nuối tiếc? Làm thế nào bạn nhận biết thời điểm để dồn tổng lực hay nên tránh xa khỏi một rủi ro? Bạn đã từng quyết định đúng đắn khi chấp nhận rủi ro hay ước gì mình đã không làm thế? Bạn có hiểu xác suất rủi ro xảy ra và tác động tiềm tàng của nó đối với quyết định của bạn không? Reflection, suy ngẫm.
Ngay tại thời điểm viết bài này, tức 8 tháng sau khi chúng tôi hủy bỏ việc gây quỹ cho trường tại Uganda, trang web dự định để thông báo cho tất cả các nhà tài trợ về tiến độ của dự án vẫn chỉ là một trang web giữ chỗ. Chúng tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, quỹ sẽ mở rộng sự hiện diện của mình sang Uganda với một đối tác phù hợp. Tương tự như vậy, quỹ đang đối mặt với tiến độ chậm trễ từ đối tác thứ hai ở Ấn Độ. Nhưng chúng tôi vẫn giữ vững niềm tin cho dự án xây dựng một ngôi trường hai lớp cho 46 trẻ em ở chân núi Himalaya gần Uttarakhand, thêm sự kiên nhẫn và thời gian tập huấn quản lý dự án cho nhóm địa phương. Chúng tôi tin rằng bọn trẻ sẽ có một ngôi trường an toàn để học tập trước khi kết thúc năm 2022. Chúng tôi rất mong được nghe từ bạn về những rủi ro bạn đã chấp nhận và quả ngọt của chúng. Hãy chia sẻ bài học của bạn với chúng tôi nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.